Ở tập phát sóng lần này, chủ đề Gen Z với tình yêu thiên nhiên và môi trường. Mỗi bạn thí sinh sẽ có 120 giây để thể hiện tình yêu thiên nhiên và môi trường của mình trước ban giám khảo. Vấn đề về thiên nhiên và môi trường em đang quan tâm nhất hiện nay là gì? Thời trang nhanh chọn các trang phục, chất liệu thân thiện với môi trường. Nâng cao những kiến thức môi trường cho Gen Alpha. Bảo vệ rừng. Be health our future. Bạn đang quy chụp Gen Z không có ý thức. Câu chuyện của em nói đến là những nhân ngư rơi phải vào những tấm lưới, muốn giành lại vùng biển riêng của mình. Tôi đau đầu quá, không hiểu được vấn đề của em đang muốn truyền tải nó là cái gì. Báo cái này vui lắm, xin mời anh bóp thử ạ. Tôi không có cảm được, tôi đang tìm hoa hậu. Tôi không cần cái cô mà làm trò ở đây. Tôi không đồng ý với anh Hương Phúc. Thật ra cái hồi nãy em làm không phải hoàn toàn em diễn. Bà không qua mắt được tôi đâu. Đón xem chương trình truyền hình thực tế Miss Earth Việt Nam 2023 Hành trình trái tim xanh, độc quyền trên ứng dụng Vion và kênh YouTube của Miss Earth Việt Nam.